giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh chào Minh Châu. Em chào anh Thành. Anh có điều này hỏi Minh Châu nha. Em có biết thường trong bữa cơm gia đình Việt Nam có mấy món chính không? Trong bữa cơm gia đình Việt Nam hả? Cái này dễ nè, thường có món mặn, món xào và món canh. Đúng rồi, từ ba món chính đó đó thì các đầu bếp sẽ biến tấu ra nhiều món ăn khác để làm cho thực đơn ngày càng phong phú hơn. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một món canh rất ngon và dễ ăn nè. Nếu quý vị khán giả và Minh Châu không có thời gian để nấu nhiều món khác á, thì có thể dùng món này để làm món chính ăn với cơm cũng được. Món canh này sẽ được nấu với lại dưa bồn bồn. Dưa bồn bồn hả anh? Ủa, canh dưa bồn bồn em chưa ăn bao giờ hết. Em chỉ mới ăn có gỏi bồn bồn thôi ạ. Nếu như Minh Châu chưa được thưởng thức món canh dưa bồn bồn này thì hôm nay hãy thử xem nhé. Dạ chắc chắn rồi, Minh Châu đang rất là nôn nóng đây. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào bếp thực hiện món canh lương bồn bồn. Các nguyên liệu cần dùng cho món canh là 200g lương cắt khúc, 250g bồn bồn chua, đậu bắp, cà chua, rau om ngò gai, tỏi phi, ớt hiểm, ớt sừng cắt lát, nước me, các gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ mình bắt tay vào thực hiện nha. Trước tiên là lương chúng ta làm sạch và cắt khúc 5cm như thế này. Đây anh cho vào tô này luôn. Sau khi cắt lương ra khúc như thế này, bây giờ chúng ta sẽ ướp lương. 1 muỗng canh tỏi phi, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, cuối cùng là 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Nhưng mà anh Thành ơi, em thấy cái này hơi lạ nè. Tại sao mà mình lại ướp lương trước vậy? Mình nấu canh mà đâu cần phải ướp trước đâu. Thưa quý vị và Minh Châu, chúng ta nên ướp lương trước như thế này để cho thấm gia vị thì món ăn sẽ ngon hơn. Như vậy là việc mình tẩm ướp cũng có cái mục đích của nó đúng không anh? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ ướp lương trước khi nấu canh giúp cho lương thấm gia vị và giúp món canh thơm ngon hơn. Cái đầu bắp này trước tiên mình cắt bỏ hai đầu đi. Đây, mình cắt lát xéo như thế này. Tiếp theo là cà chua mình sẽ cắt múi cao ha. Phần rau om ngò gai này á, mình sẽ cắt nhuyễn. Trong các món canh chua em thấy thường hay sử dụng rau om ngò gai lắm. Phần dưa bồn bồn này á, mình sẽ cắt khúc khoảng 5cm. Nhưng mà thêm một cái này nữa là quý vị và Minh Châu lưu ý. Phần dưa bồn bồn này khi mua về á, chúng ta phải rửa sạch và vắt thật kỹ. Sau đó loại bỏ những cái cọng già đi. Làm như thế á, thì sẽ giảm được cái vị chua, làm cho món ăn sẽ thơm ngon hơn. Hay quá à, như vậy có nghĩa là dưa bồn bồn này không phải cứ mua về rửa là xong đúng không anh? Mà mình phải loại bỏ cái phần già bên ngoài nữa. Quý vị khán giả nhớ đừng quên chi tiết này nha. Khi mua dưa bồn bồn về, quý vị hãy rửa thật kỹ, thật sạch. Sau đó loại bỏ đi phần già bên ngoài để giúp cho món canh giảm bớt đi vị chua và thêm thơm ngon. Còn riêng với cái ớt sừng và ớt hiểm á, ớt sừng thì chúng ta cắt lát mỏng, còn ớt hiểm thì đập dập. Đó, như thế này. Được rồi. Me thì chúng ta sẽ dùng khoảng nửa chén nước ấm, cho me vào và vắt lấy nước. Bây giờ chúng ta sẽ nấu canh nhé. Chúng ta sẽ đun khoảng 1,5 lít nước. Bây giờ mình phải đợi nước sôi ạ? Đợi nước sôi rồi mình sẽ cho những cái thành phẩm này vào. Bây giờ nước đã sôi rồi quý vị ơi, chúng ta sẽ lần lượt cho lương vào, xong tới bồn bồn vào và cà chua. Trước tiên chúng ta sẽ nêm 2/3 muỗng canh muối, 3 muỗng canh đường, bột ngọt Ajinomoto. Đúng rồi. Mình sẽ sử dụng 1 muỗng canh nữa. Mình nấu như thế này khoảng 3 phút là được. Dạ. Mình sẽ cho tiếp vào nửa chén nước me. Cái đến là 2 chén hiểm đập dập nha. Chúng ta cho phần đậu bắp vào luôn. Rồi sau đó anh đang làm gì nữa? Rồi bây giờ em tắt bếp mình anh đi. 1 muỗng canh nước mắm vào nè. Xong ha. Đây là 1 muỗng canh tỏi phi. Bây giờ mình sẽ cho rau om ngò gai vào nha. Và 1 tắc ớt vào này. Rồi. Hấp dẫn chưa? Bây giờ sẽ múc ra tô nha. Dạ. Rồi thêm một chút nước nha. Quá đẹp luôn. Rồi. Minh Châu thấy sao? Riêng về phần hình thức thì rất là đẹp rồi đó. Và cả cái mùi thơm nữa. Cái mùi mà em thấy được rõ rệt nhất đó chính là mùi của tỏi phi đó anh. Đây bây giờ anh mời Minh Châu thưởng thức món ăn này. Dạ em cảm ơn anh Thành. Thơm, thật là thơm mùi tỏi phi luôn đó. Bây giờ em phải ăn thử một miếng lương nè, kết hợp chung với lại một miếng nước canh nè. Em phải ăn thử một miếng bồn bồn nữa mới được.
Thành có thấy ngay hai sự khác biệt khi mà em thử hai món không? Đó là lươn và bồn bồn đó. Khi mà em ăn lươn á thì lươn có một chút dai dai nè, nhưng mà rất là ngọt thịt, ăn vào là cảm nhận được sự đậm đà của gia vị liền. Còn bồn bồn á thì nhai một cái là thấy giòn liền, anh thấy đúng không? Và vẫn giữ được cái độ chua chua nhẹ nhẹ cùng với lại nước canh rất là đậm đà các loại gia vị khác nhau với lại độ chua nhẹ của me nữa. Chắc chắn món ăn này sẽ là một món ăn rất thích hợp để cả gia đình cùng quây quần bên nhau trong mâm cơm những ngày cuối năm đó quý vị. Chọn hương ấm, thấm vị ngon. Quý vị khán giả thân mến, những loại nguyên liệu không hề khó tìm kiếm một chút nào đúng không ạ? Qua bàn tay chế biến khéo léo của người nội trợ chắc chắn sẽ thành một món ngon làm gắn kết yêu thương trong gia đình của chúng ta hơn. Và quý vị hãy thực hiện món ăn này cũng như chia sẻ cảm nhận về cho chương trình bằng cách là gọi điện thoại về cho chúng tôi đến số 0838237557, đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Hoặc quý vị cũng có thể viết thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Chương trình Món ngon mỗi ngày luôn mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị để ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.